Sau đây, chúng con xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đức Tổng Giám mục Giô-xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, thay mặt cho Hội đồng Giám mục Việt Nam cử hành nghi thức kính viếng Đức Cha Cố Francisco Xavier và phân yêu với gia đình giáo phận Thái Bình chúng con. Chúng con xin kính mời Đức Tổng. Trọng kính Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình. Chiều nay 17 giờ, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ chính thức khai mạc hội nghị thường niên kỳ thứ hai 2017 tại Thanh Hóa. Thế nhưng khi được tin lễ an táng Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình, được Chúa gọi về, trừ những trường hợp bất khả kháng, tất cả các đức cha trong hội đồng giám mục nghỉ hưu cũng như đang tại chức đều thu xếp chương trình để đến đây có mặt trong tang lễ này. Hội đồng giám mục Việt Nam về đây bên cạnh linh cữu của Đức Cha Francisco Xavier trước hết là để nói lên tình huynh đệ linh mục, tinh thần liên đới hiệp thông với Đức Cha Phêrô Giáo phận Thái Bình. Hội đồng giám mục xin chính thức nói lời phân ưu với Đức Cha Phêrô và với đại gia đình Giáo phận Thái Bình, cha tổng đại diện, quý linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân của giáo phận. Đức Cha Francisco Xavier cũng là một người con ưu tú của Tổng Giáo phận Hà Nội. Cho nên qua cái sự hiện diện tại đây, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng muốn nói lời phân ưu đối với Tổng Giáo phận Hà Nội, nhất là đối với tất cả các môn sinh của Đức Cha Francisco. Hầu hết các linh mục ở giáo tỉnh miền Bắc đều là học trò của người. Chúng tôi cũng muốn nói lên lời phân ưu đối với tang quyến, linh tông và huyết tộc của Đức Cha Francisco Xavier. Về phương diện con người, thì sự ra đi của Đức Cha Francisco Xavier là một sự mất mát rất là lớn lao. Nhưng trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, chúng ta về đây không phải chỉ để chia buồn mà thôi. Chúng ta về đây để chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào đấng sống lại. Và kính thưa Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội, nguyên giám mục Thái Bình, cuộc đời 59 năm linh mục và 36 năm giám mục của ngài đã trải qua bao nhiêu là chức vụ khác nhau, từ thư ký văn phòng đến cha xứ, cha sở chính tòa, tổng đại diện, phụ tá, giám đốc đại chủng viện và giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình. Trong một bối cảnh lịch sử đầy rẫy những khó khăn phức tạp, ngài đã vượt qua tất cả và ngài đã từng cống hiến đóng góp cho công việc hoạt động chung của Hội đồng Giám mục trong cái tư cách là Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Chủ tịch Ủy ban Giáo dân. Ngài ra đi để lại cho đàn em Hội đồng Giám mục mẫu gương của người đã vượt qua tất cả những thử thách của thời thế để
cống hiến và dành trọn cuộc đời cho Chúa và cho sự nghiệp của Ngài tại Việt Nam, cách riêng tại giáo tỉnh miền Bắc và tại giáo phận Thái Bình này. Chúng con xin cảm ơn Ngài đã để lại cho chúng con về mẫu gương phục vụ, và chúng con cùng với Ngài tham dự thánh lễ cuối cùng ngày để chúng con dâng Ngài lên cho Chúa như một của lễ toàn thiêu của Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Thái Bình, của Tổng Giáo phận Hà Nội và cách riêng của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con hiệp ý với mọi thành phần Dân Chúa và tất cả những ai tham dự tang lễ này cũng như đang hướng lòng về đây để cầu nguyện cho Đức Cha sớm được về với Chúa. Với ta tất cả những tâm tình đó, giờ đây chúng con xin dâng lên nén hương lòng để biểu lộ tình hiệp thông của chúng con. Gia đình Giáo phận Thái Bình chúng con xin cảm ơn Đức Tổng và quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam.